Xin chào mừng mọi người đến với kênh của Eva Thảo Channel. Bây giờ thì mình đang đứng ở đảo Phú Quốc và chờ đi cách treo sang đảo Hòn Thơm. Thì có hai cách đi sang đảo Hòn Thơm Phú Quốc, đi bằng tàu hoặc đi bằng cáp treo, xuất phát từ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và mỗi ngày thì có khoảng 5 chuyến tàu đi giữa cảng An Thới và cảng Hòn Thơm, hai chuyến vào buổi sáng lúc 9:30 và 11:30 cho tuyến đường cảng An Thới đến Hòn Thơm, và ba chuyến vào buổi chiều vào lúc 1:45 đến 2:30 và 5:00 cho hành trình từ Hòn Thơm về cảng An Thới. Thời gian đi di chuyển tầm khoảng 30 phút, giá vé là 50.000 đồng một chiều. Nếu muốn nhìn ngắm hoàng hôn ngũ sắc trên vịnh Thái Lan thì hãy chọn chuyến tàu cuối cho về chiều lúc 5:00. Giá vé đi cáp treo Hòn Thơm thường được kèm với vé tham quan vui chơi tại công viên nước Sun World Hòn Thơm Natural Park. Giá vé dao động từ 300.000 đến 450.000 đồng. Khu vực cảng biển này mình thấy cũng khá phát triển, nhiều building và tòa nhà mọc lên san sát nhau để làm homestay và khách sạn phục vụ khách du lịch. Những năm gần đây thì chính quyền cũng cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Mình thấy đường xá, những công trình cũng là khá tốt, và những khu nhà ở nè, khu du lịch nè, khu vui chơi đều mọc lên phát triển. Hy vọng rằng tương lai sẽ bận rộn đây. Xin lỗi các bạn nha, cái ở đây nè, người ta đang còn xây dựng á, cái tiếng ồn nó nhiều quá. Vào năm 2002, lúc đó thì Phú Quốc cũng chưa có phát triển, nên mỗi lần mà tàu du lịch cập cảng á thì phải mượn cầu tàu của hải quân để neo. Bây giờ hiện tại thì Phú Quốc đã xây cầu cảng riêng để cho bên tàu du lịch có thể neo. Một lý do khác để đi cáp treo đến Hòn Thơm Phú Quốc là bởi bạn có thể check-in thoải mái ở ga An Thới là ga đi, để lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải. Ga An Thới sở hữu một diện mạo tương tự như đấu trường La Mã cổ đại, với cột đá thẳng đứng, tường lát gạch ong cổ kính và mái vòm đầy tính nghệ thuật. Còn ga Hòn Thơm thì lại mộc mạc hơn hẳn so với lại ga An Thới, với sắc màu thổ dân độc đáo, hàng đèn lồng bằng nan nổi bật trên trần nhà gỗ. Bây giờ mình cũng bắt đầu đi vào phòng vé để chuẩn bị lấy vé đi lên cáp treo sang đảo Hòn Thơm đây. Mình thấy có một nhóm thầy chùa cũng đi sang đảo Hòn Thơm nè. Bây giờ mọi người đang xếp hàng để chuẩn bị soát vé lên cáp treo. Cáp treo từ đảo Phú Quốc đến đảo Hòn Thơm có chiều dài là 7.900 m, tức là khoảng gần 8 km. Hiện là cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới. Mình cũng rất là tự hào. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ kỷ lục này. Còn về tương lai, quốc gia nào phá kỷ lục về cáp treo dài nhất thế giới thì chưa biết. Đi qua đảo Hòn Rỏi, đến Hòn Dừa, rồi mới đến Hòn Thơm nha.
gia ở đây được xây dựng theo dấu tích của đấu trường La Mã cổ đại, với nhiều bức tượng đồng chiến binh uy nghi. Tất cả những chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ. Ngoài ra, nhà ga còn nằm sát bên bờ biển Phú Quốc, nên khung cảnh mở rộng nhìn rất là đẹp. Đây thì những tuyến cáp treo thường là có 2 dây thôi, nhưng mà bây giờ thì người ta muốn cho an toàn hơn để làm 3 dây. Thì ở Việt Nam thì có cáp treo ở Hòn Thơm với cáp treo ở Sapa có 3 dây. Bây giờ thì mọi người đã an vị trong cabin của cáp treo để chuẩn bị đến đảo Hoàng Thơm. Let's go! Hệ thống cáp treo ở đảo Hoàng Thơm gồm có 69 cabin. Mỗi cabin có thể chứa tối đa là 30 khách. Với vận tốc di chuyển của cáp treo đạt mức tối đa là 8,5 m một giây. Yvê Thảo xin mời cô bác, anh chị ngắm cảnh biển và quê hương đất nước xinh đẹp qua màn hình. Rất tiếc rằng hôm nay không có nắng nhiều nên cảnh biển không có được rực rỡ cho lắm. Nếu có nắng thì biển sẽ rất là xanh luôn và trong lắm. Nhìn như vậy thì người xa quê hương sẽ rất là nhớ nơi mà mình được sinh ra. Bởi vậy tác giả của bài hát quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con nhiều biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Chấm chấm vân vân và rất nhiều lời ca từ hát về quê hương rất là hay. Đảo cũng rất là tuyệt vời, vừa có biển, vừa có núi đồi, vừa có những ngôi nhà mọc trên sườn đồi, nhìn rất là thơ mộng. Đảo Hòn Thơm còn được gọi là đảo Dứa, là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, nằm trong vịnh Thái Lan, nằm ở phía nam của đảo Phú Quốc. Với diện tích 5,7 km vuông, Hòn Thơm chính thức được thành lập vào năm 2003 với dân số khoảng 3.000 người. Những cabin đi ngược lại với mình là những khách đã tham quan ở đảo Hòn Thơm xong giờ trở về đảo An Thới ở Phú Quốc. Thời tiết ở Phú Quốc thì chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Nên đi du lịch vào mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Mùa khô thì có thể lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền kayak và có thể chơi dù lượn và thuê tàu cano để đi tham quan. Trò chơi mô tô nước nữa thì những hoạt động này thì chúng ta phải thuê. Hôm nay thì có khá nhiều xưởng chế tác ngọc trai. Vì vậy, nếu có dịp đến đây, bạn cũng có thể đi tham quan các xưởng để tìm hiểu quy trình tạo ra những viên ngọc trai giá trị như thế nào. Ở trong cabin cũng có ghi cái chiều dài của đường cáp treo đi từ ga An Thới tới ga Hòn Thơm là 7.899,9 m, là gần 8 km nha. Từ
trên cao ngắm tàu thuyền ở trên mặt biển, nhìn nó đẹp bình yên ghê luôn á. Ở đây là một cái đảo nên có núi nó che khuất nên gió không có nhiều, nên cái mặt biển nó rất là phẳng lặng luôn, giống như là không có gợn sóng. Trên cái bè này là có nhà luôn nè, vừa ở rồi vừa nuôi cá, nhìn dễ thương quá. Eo của cái đảo á, nó hõm vô trong á, chỗ này rất là khuất gió luôn, nhìn nó dễ thương ghê luôn á. Mình thấy đất ở trên đảo này cũng tốt ghê nha, cây cối mọc xanh luôn á. Rất thích đi tìm hiểu và khám phá những bộ tộc hoặc là dân tộc thiểu số ở một vùng nào đó, họ có nét truyền thống văn hóa riêng biệt mà mình chưa thể biết đến. Và mỗi vùng miền đều có một loại đặc sản khác nhau và rất là ngon. Ví dụ như ở người Tây Sapa thì có xôi ngũ sắc nè, rồi món thịt chua đặc biệt của người dân Phú Thọ. Ở Tây Nguyên thì có rượu cần, có gà nướng Bản Đôn. Và các bạn sẽ không khỏi thắc mắc thì đảo Hòn Thơm có những cái món đặc sản nào, thì đó là không thể bỏ qua món gỏi cá trích, còi biển mai và cá mú nướng giấy bạc, ghẹ hấp và gỏi cá nhồng. Bên cạnh đó có thể giải khát bằng một cốc bia tươi hoặc một ly rượu sim rừng. Di chuyển trên biển thì cáp treo chuẩn bị cập bến vào ga của đảo Hòn Thơm nha. Bây giờ thì mọi người đã đặt chân xuống đảo Hòn Thơm và chuẩn bị đi tham quan công viên nước có trong giá gói của vé cáp treo. Khu này chắc trẻ em thích nè, cái gì mà xà vương giao chiến, cái này chắc trò chơi của trẻ em nè. Ở trong này có công viên nước water park thì con nít rất là thích, người lớn cũng vô tắm bình thường nha. Ở đây cũng có trò chơi như là thuê mô tô nước giống như là xe tay ga vậy đó. Điều khiển khó khăn nhất chính là bạn phải có thái độ bình tĩnh, khả năng giữ thăng bằng trước từng đợt sóng cuộn trào. Và giá trải nghiệm của mô tô nước là 550.000 đồng trong 10 phút. Và trải nghiệm với môn dù lượn cũng vui, tức là cano kéo chiếc dù lượn ở biển đó, thì với giá khoảng 700.000 đồng một người. Môn chèo thuyền kayak cũng vui nè,
có thể chèo đôi hoặc chèo một mình cũng được, với giá là khoảng 200.000 đồng trong 120 phút. Trải nghiệm đi bộ dưới biển tại công viên san hô. Môn này mình thấy cũng thú vị nha. Mình có thể lặn xuống dưới biển, mình sẽ nhìn được 100 loài sinh vật biển và 200 giống san hô khác nhau. Đây cũng là trung tâm bảo tồn và phát triển san hô đầu tiên ở đảo Ngọc, được thiết kế như một thủy cung thu nhỏ với đường mòn cát trắng uốn lượn, vách đá dựng đứng đồ sộ. Đi xích xuống dưới kia là bãi tắm nha. Để mình đi xuống dưới coi. Đó, phía bên tay phải mình thấy có nguyên một đống đất cát. Công nhân cũng còn đang xây dựng ở đó, có thể là những cái công trình phục vụ cho du lịch biển nè. Mình thấy bãi tắm mà cũng chẳng có ai tắm hết. Bãi tắm mà để cho những chiếc tàu đậu gần ở đó thì ai mà dám tắm đâu. Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi nhưng mà mình thấy nó sai sai. Ở xung quanh đây vườn dừa nhiều lắm. Nãy mình có ngó qua thì thấy đề cái bảng là bãi tắm vườn dừa Garden Coconut. Mình thấy khu đảo này rất là tiềm năng nha. Thiên nhiên vốn có cho một cái cảnh rất là đẹp và bình yên. Nếu mà biết cách khai thác du lịch rồi có tiếp thị mạnh, tốt thì tương lai phát triển rất là tuyệt vời. Ở nước ngoài thì người ta thích ở trên núi nè, ở trên đồi nè, thích ở những nơi hoang sơ trên đảo nè, chứ người ta không có thích ở những nơi ồn ào hay là bị đô thị hóa quá nhiều hay là bị khai thác quá nhiều. Cái gì cũng tự nhiên á, thiên nhiên. Mình nói là thiên nhiên nhưng mà những cái cần thay đổi, ví dụ như đường xá đi lại phải cho cơ sở hạ tầng thật tốt thì nó mới phát triển đi du lịch. Chứ còn nếu mà những cái nơi nghỉ dưỡng thích cái cảnh hoang sơ tự nhiên, không có bị giống như là tự mình phải trồng cái cây đó lên nhiều, thích những cái cây tự nhiên nó có ở đó. Mình thấy cũng đúng nha, cái gì cũng vậy, thiên nhiên tạo hóa ban tặng thì nó có cái vẻ đẹp độc lạ tự nhiên. Chứ còn nếu mà mình thay đổi theo cái mẫu nào đó thì nó không còn lạ nữa mà nó giống như đại trà rồi. Cái gì cũng vậy, nó có cái nét tự nhiên, thiên nhiên ban tặng, nó sẽ có cái nét đẹp đặc biệt, không có giống một nơi nào khác hết. Nếu mà giống nhau hết thì nó là bình thường rồi. Đây là những cái bộ áo phao để cho khách mặc miễn phí. Khâu tiếp thị du lịch rất là quan trọng nha, và đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng du lịch thì mới thu hút được khách đến đây. Đó là theo quan điểm của mình, còn mỗi người có một cách nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau nữa. Nhưng mà có một cái mình không thích vì nó không có sóng, vì biển ở đây nó lặng quá. Có sóng nó mới đẹp, nó mới sống động. Nói chung đảo Hòn Thơm này cũng chưa phát triển nhiều đâu, nhưng mà nó cũng có tiềm năng vì nó là một cái nơi riêng biệt và nó cũng còn hoang sơ. Nên bởi vậy ở trên Hòn Thơm này chưa có cái khách sạn nào hết. Những khách du lịch khi mà đi đến Hòn Thơm xong là phải trở về trong ngày. Lưu ý là cái điểm đó. Ý mình nói là những khách sạn lớn đạt chuẩn 4 sao 5 sao. Còn nếu nhà nghỉ ở đảo Hòn Thơm thì vẫn có thôi, nhưng mà nó không đạt chuẩn. Thì là một chỗ nghỉ đơn giản với wifi miễn phí và có phục vụ những món ăn Việt và quốc tế, có phòng máy lạnh truyền hình cáp, đơn giản cơ bản thôi. Ở đây mình thấy có cái nhà tổ chim nè. Như đây là một cái nhà hàng nè, để mình đi vào phía trong xem như thế nào. Đây mình thấy một cái biển quảng cáo đây đêm thiên đường, miễn phí 1 lít bia tươi Đức Hảo Hạng hoặc 1 ly nước trái cây nhiệt đới tươi mát.
giá vé là 450.000 đồng cho một tiệc buffet. Giá vé cho một người nha. Đây là những cái chỗ ngồi để tối nè, ăn tiệc buffet. Thì đi qua cái khu trò chơi với lại cái khu là công viên nước. Khu này thì chắc lớp trẻ thích nè. Đây là khu công viên nước nè, có nhiều trò chơi cho lớp trẻ. Đây đây có mảng xà giao chiến nè, mảng xà phi lao. Con cá gì vàng vàng mà bự quá trời vậy cả nhà. Mình không biết con cá gì luôn. Ở đảo Hòn Thơm cũng vừa mới ra mắt hai trò chơi mới nhất ở Sun World Hòn Thơm, đó là có tàu lượn siêu tốc bằng gỗ lần đầu tiên ở Việt Nam, và trò thứ hai là đài quan sát ở độ cao 120m quan sát 360 độ gọi là mắt đại bàng. Hai bên là những bụi hoa chuối và những hàng dừa, ở giữa là một dòng sông Lười. Các bạn trẻ thì thích tập trung ở đây nhiều nè. Ở đây là những khu vui chơi, hồ bơi và trò chơi nước.
hơn 4 giờ rồi, mọi người cũng chuẩn bị để ra ga lên cáp treo đi về bên ga An Thới ở Phú Quốc. Nếu mà mọi người để lỡ chuyến thì mọi người phải ở lại đêm tới ngày mai mới có chuyến cáp treo đi về, hoặc là có chuyến tàu mà đi về thôi. Ở lại đây thì mọi người chỉ có được ở khách sạn mini của nhà dân thôi. Nhưng mà mình nghĩ sẽ sớm có kế hoạch xây dựng khách sạn, nhà hàng và những khu vui chơi thêm ở đảo Hòn Thơm này. Có như vậy mới kích thích được phát triển tiềm năng du lịch. Yva Thảo xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video. Và trước khi rời đi, cả nhà sẽ không quên bấm nút đăng ký, nút like và nhấn chuông thông báo khi Yva ra video mới, cả nhà sẽ nhận được. Kính chúc mọi người sức khỏe và thành công. Bye!